được tự giới thiệu, thầy tên là Đặng Ngọc Khương, là giáo viên môn ngữ văn của học. Như các em đã biết thì chỉ còn có ít ngày nữa là chúng ta bước vào năm học mới, và với những bạn học sinh khóa 99 thì có thể nói là đây chính là cái buổi tựu trường đặc biệt trong đời học sinh, bởi đây sẽ là buổi tựu trường cuối cùng. Nó đánh dấu một cái năm học mà rồi đây nó sẽ quyết định rất nhiều đến tương lai của chúng ta. Thầy nghĩ rằng ai đã đi qua đời học sinh thì đều có những cái kỷ niệm, có thể là buồn, có thể là vui, nhưng đều là những kỷ niệm rất đáng nhớ. Nó là một phần làm nên cái ý nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta. Và bản thân thầy thì cũng có, thì chắc chắc là khi mà các bạn xem những bài giảng của thầy và tiếp xúc với thầy thì nghĩ rằng thầy thầy này có vẻ là hợp làm nghề dạy học, bởi vì nhìn thầy có vẻ là mô phạm. Chắc là thời cấp 3 của thầy, thầy phải là có đam mê sư phạm từ cái lúc mà đang ngồi trên ghế nhà trường cấp 3, rồi thầy mực thước từ cái lúc mà còn là học sinh. Thế nhưng mà có những cái chia sẻ mà thầy đã chia sẻ với các bạn, và các bạn nào quan tâm đã đọc trước đó rồi, thì chắc là bây giờ quay về trường cấp 3, hỏi bất cứ thầy cô nào về thầy thì họ đều rất ngạc nhiên, những người đã dạy thầy, là tại sao thầy lại đi theo nghề dạy học. Và chắc là thầy cô cũng không hình dung được con người mình bây giờ với một cái học sinh có tên là Khương và có biệt danh là Khương Bụi của thầy cấp 3. Thầy cấp 3 vì sống xa gia đình đấy, và thầy ở với anh trai, mà anh trai thầy lại là người lái xe và đi một cái chuyến xe đường dài thì khoảng 3-4 ngày mới về. Nên là phần lớn là chỉ có mình thầy ở nhà. Mà các bạn biết rồi, đó là cái tuổi mà rất cần những cái người lớn, những cái người thân bên cạnh để mà chỉ bảo cho mình. Đó là cái tuổi mà chúng ta lớn chưa thành người lớn, trẻ con cũng không thành trẻ con. Nó dở dở ương ương. Đúng không ạ? Vừa muốn tự khẳng định mình, vừa có những cái nông nổi của cái tuổi học trò. Và bản thân thầy cũng là một cái người rất là cá tính, là một cái người rất ham vui. Chính vì thế mà tất cả những cái trò nghịch ngợm của cái thời cấp 3 này gần như là không có trò gì là thầy không biết. Quay bài bỏ tiết rồi đánh nhau rồi tất tần tật. Và chính vì cái tính cách là ít nói, thứ hai nữa lại cứ lầm lì, thứ ba nữa là cũng sẵn sàng thành lập hội, thành lập nhóm, thế nên là bạn bè cũng đặt cho thầy một cái biệt danh mà đến bây giờ mọi người vẫn nhắc lại vui vui, đó là Khương Bụi. Và cái kỷ niệm của thời cấp 3 của thầy là năm lớp 10, năm 11 thì rất là hay trốn tiết vì cái trường Lý Thường Kiệt, thì bạn nào ở Yên Bái thì biết là nó nằm ngay bên cạnh sông Hồng, và cái mùa nước rút ấy, thì ở giữa sông Hồng sẽ hiện lên những cái bãi cát này rất là rộng, và các thầy thường là bỏ tiết học và chỉ cần đi khoảng tầm 5 phút với quãng đường khoảng tầm 100-200 mét là bắt đầu xuống đến bờ sông Hồng và lội qua một cái quãng nước thì sẽ ra được cái bãi giữa của sông Hồng và ngồi ngoài đấy chơi nghịch ngợm đủ các trò, và còn rất là nhiều những cái kỷ niệm ở đó. Nhưng đó là những cái trò nghịch ngợm của năm lớp 10, năm lớp 11 và đến năm lớp 12 thì cũng giống như bao nhiêu cái bạn học sinh khác thì cũng bắt đầu có một cái mối lo chung, đó là lo chọn cho mình một cái trường để mà sau này chọn chọn cái ngành để mà sau này mình có thể theo đuổi cái ước mơ của mình. Và lúc đầu thì thầy không không chọn ngành sư phạm. Lúc đầu là thầy chọn ngành an ninh, định thi vào cảnh sát. Và giữa cái ước mơ ấy và những cái việc làm, những cái hành động cụ thể thực hiện cho ước mơ thì đúng là nó có cả một cái khoảng cách. Nên mặc dù cái khả năng tiếp thu, cái năng lực nhận thức như thầy cô đánh giá là không kém, thế nhưng mà lại ham chơi và không tập trung, không xác định được cái mục đích phấn đấu rõ ràng. Thế nên những cái năm cấp 3 và đặc biệt là năm lớp 12 thì thầy vẫn là một cái người học hành mà bạn bè hay gọi là học tài tử. Tức là khi ở trên lớp thì thầy cô hỏi cái gì thì mình sẵn sàng giơ tay phát biểu, và phát biểu rất nhanh, rất chính xác,
đôi khi là được thầy cô và bạn bè rất là nể phục. Thế nhưng mà khi về nhà thì coi như là gần như là không có sách có vở, và đặc biệt là đến cái lúc thi, đến lúc kiểm tra thì vì là học theo cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa, tức là mình ngẫu hứng lên thì mình trả lời, thế còn về nhà người ta nói là văn ôn võ luyện, mình không chịu khó, không chịu cày cuốc, cái thuật ngữ mà bây giờ chúng ta hay dùng, nên là bài vở đến lúc đi thi là bao giờ cũng be bét. Và cái kết quả học tập của thầy thì vẫn tốt nhất là môn văn và môn sử. Bạn biết là năm cuối thì chắc là năm lớp 12 thì trong cái suy nghĩ, trong cái tình cảm của chúng ta nó cũng có một cái gì đó lớn hơn lớp 10, lớp 11. Và đặc biệt là cái giây phút mà sắp phải chia tay nhau rồi thì sẽ rất có rất là nhiều điều muốn nói, muốn bộc bạch, là muốn là mọi mối quan hệ nó phải rõ ràng. Và điều này đúng là cái điều rất dở. Thế thì như thầy kể là trong số 5 những người bạn trên sân thì có một cái người bạn gái mà thầy có một cái tình cảm rất là riêng. Thế thì nếu mà cứ giữ bình thường như thế, vẫn gọi nhau là bạn thì không sao. Chẳng hiểu thế nào trong lớp 12 tự dưng mình lại muốn người ta gọi mình bằng anh. Và đặc biệt là bắt đầu là ngồi trong lớp thì rất là hay hí hoáy là viết thư. Như bạn, các bạn bây giờ thì có điện thoại thì nếu mà thầy cô không thu thì sẽ nhắn tin bằng điện thoại. Còn thầy thì lúc đó thì các thầy là chỉ có một cái mảnh giấy rất bé bé, và rất khổ nhất là những cái bạn mà ngồi ở ở giữa, ngồi trung gian ấy, thì cứ ngồi học được khoảng tầm 5 phút thì lại gõ cái vào lưng, lại tùn một mảnh giấy lên, xong rồi bắt đầu là người ở trên lại viết xuống. Lâu quá mà thấy là gửi lên rồi mà cái bạn gái ở trên mà lại chưa phản hồi xuống thì lại cấu cấu vào lưng người bạn của mình, lại giục ở trên viết xuống. Và nếu mà viết như thế mà lâu lâu, mà thỉnh thoảng cũng có trường hợp là cô giáo mà bắt được, thầy cô giáo nào mà tế nhị thì các thầy cô giáo sẽ thôi cất đi rồi gốp ý riêng. Nhưng có những thầy cô giáo thì các thầy cô vui tính và cũng đồng thời cũng rất nghiêm khắc, nên thầy cô công khai ngay cái bức thư đó cho cả lớp cùng nghe. Và các bạn biết là cái nội dung mà viết vào cái mảnh giấy thì đôi khi nó không biết lắp ghép vào thế nào cả, nên là nó rất là ngô nghê. Nếu theo dõi câu chuyện từ đầu đến đến cuối thì mọi người sẽ hiểu được là tại sao chúng ta lại phát ngôn ra những câu như thế. Nhưng mà bỗng dưng mà cô giáo bắt được một cái mảnh giấy như thế thì đôi khi có những cái câu mà không hiểu tại sao lại nói những cái câu như thế, và đọc lên thì cả lớp lại được một cái trận cười. Thế nhưng mà thầy có một cái